Alors, il y a le dernier mot, le dernier mot. Đẹp trai rồi, quá đẹp lão rồi, ôi chết mẹ đẹp trai. À. Đây là bò kho bánh mì nha các bạn ơi. Bữa nay tôi ăn bò kho một bữa rồi. Bò kho ở Mỹ như thế nào nha. Mình khuấy nước mắm lên quán là biết trước rồi thấy không? Chén nước mắm ra nè. Đó. Muối tiêu. Mày. Trời ơi nó nóng hổi mà nó giòn rụm luôn mà. Ồ đã chưa? Nóng hổi giòn rụm luôn. Giòn rụm à? Ngon. Rau quế nè, hành, cà rốt nè, thịt bò. Đây thịt bò bà bắp có gân các bạn. Này gân nè. Đây các bạn thấy hấp dẫn chưa? Trong đây đó. Mình thích nước mắm cho tí mắm vô cho nó thơm. Sáng mình hay ra quán cà phê mình ngồi đúng không? Thứ nhất ngồi uống ly cà phê sáng à, có cái không khí bên ngoài á nó rất là mát và không khí trong lành lắm. Uống ly cà phê rồi khi nào đói bụng thì mình mới ăn, không đói thì thôi. Với phần quan trọng các bạn biết mình làm gì không? Mình coi những cái tin nhắn của các bạn á. Sáng ngủ dậy ra đây là ngồi coi hết những cái tin mà các bạn comment trong đó. Rồi mình coi video của mình có nhiều người xem hay không. Rồi các bạn nói gì trong đó mình coi, mình đều coi hết á. Ngon quá. Thử miếng coi. Nóng hổi luôn, giòn rụm. Rồi miếng thịt bò nha. Mềm. Thấm gia vị vô bên trong luôn. Ăn nó đậm đà lắm. Vậy là nào là nắng kệ tí. Vậy chứ sợ cái trán mình. Thì đâu đâu còn anh này. Năm cái gì phải không? Có chỉ thì nè gân bò các bạn. Nhiều lắm nha. Mày thấy không? Ăn ổn mì cái này là no rồi. Ở đây bán hình như một phần này là $9.
Thì trung bình đó, những món ăn ở đây khoảng chừng $10 là trung bình, 9-10 đô la cỡ đó. Vô ha. Cái văn hóa của người Việt mình á là cà phê cốc, cà phê ngồi ngoài đường giống vậy nè. Những quán nào mà nằm bên trong á, ngồi bên trong hầu như là rất là vắng khách, mà những cái quán mà có những cái hành lang giống vậy á rất là đông khách. Tại vì một phần là thích cái không khí mát bên ngoài, và cái quan trọng đó là có thể ngồi hút thuốc được ở bên ngoài đó. Cho nên là mình cũng thích mở một cái quán cà phê giống vậy các bạn. Có thể trong tương lai mình sẽ tính tới điều này, hy vọng là những người quen biết mình, yêu thương mình có thể đến ủng hộ. Nhưng mà đầu tư rất là nhiều tiền á, không có tiền đâu. Lâu lâu mình cũng hay nấu cái món này ở nhà mình ăn. Nấu mà nguyên cái đầu luôn á. Vừa ăn với bánh mì, ăn với hủ tiếu. Mình nấu món này ngon lắm ha. Cái sướng là Nam Cali này á là muốn ăn cái gì cũng có. Và cái quan trọng á là bên đây nó vui, sống bên đây nó vui hơn là những tiểu bang ngoài, do người Việt mình đông, quán xá nhiều, đồ ăn nhiều, khí hậu tốt, ok, có nhiều thứ nó gộp lại, cho nên là bên đây á giá nhà nó rất là đắt đỏ. Tại vì nhiều người dồn về đây sống thì giá nhà nó đắt đỏ, thì các thứ á, thì cái kinh tế chi phí của mình á, nó càng cao đó. Nếu mà làm mà không có tiền, ít tiền á, là sống bên đây không nổi đâu, phải về bên những cái bang ngoài sống thì cái chi phí nó thấp hơn, nó rẻ hơn thì làm mới có dư. Nhiều khi làm bên đây hoài không có dư, có nhiêu xài hết rồi. Cái gì cũng mắc á. Có nhiều anh chị á sống ở đây rồi bỏ ở đây không đóng nữa, qua tới xá sống hoặc là những cái bang ngoài sống. Sống ở đây nhiều khi á chịu không nổi, về cái đời sống nó khá cao. Cho nên những tiểu bang á, mỗi tiểu bang á, chính phủ ra một cái luật khác nhau, là cái mức lương á, cái mức thu nhập, mức lương bình quân mà mức thấp nhất á là phải $12 một giờ cho cái tiểu bang Cali này. Có nhiều chỗ á, nhiều tiểu bang khác thì nó rẻ hơn. Tuy nhiên á, nó bắt buộc điều đó để cho đủ cái đời sống, đủ cái cuộc sống cho người dân, không được trả thấp hơn các bạn, chỉ có cao hơn vậy chứ không được thấp hơn nha. Ở Mỹ á, một là giàu thiệt giàu, hai là nghèo thiệt nghèo, là vậy. Nghèo có chính phủ nuôi, như ở Cali đi mà nghèo đi, chính phủ cũng lo hết. Ba đứa con giống như anh gạo kéo đi, chính phủ nuôi con, cho ăn học, cho nhà ở, cho tiền là ăn luôn, tiền phước tem cho ăn luôn, nuôi hết, đó là nghèo. Cho nên nghĩ là thấy nghèo thấy vậy tưởng đâu người ta khổ, không có đâu. Đó, họ còn sướng hơn những người mà lên bình đó, cho các bạn biết. Tại vì cái gì chính phủ cũng cho hết á, tiền sức khỏe, bảo hiểm, y tế, các thứ luôn cho hết. Còn dở ương á, chính phủ không có cho. Tiền sức khỏe cũng phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm á, tiền nó dễ dở ương.
Cái người nghèo mà bệnh một cái không tốt không cắt, mà cái người bệnh trung bình á, bệnh một cái cũng phải trả 20% trong cái tiền bệnh đó. Ăn cái này xong no luôn. Ngon quá bạn. Còn cái làm hết rồi. Hết luôn rồi các bạn ơi. Giờ ngồi uống cà phê chút xíu nữa rồi kiếm công chuyện làm à. Rồi kiếm gì quay cho coi quý anh chị coi nữa nè. Rồi bye bye, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.